Mua ở Mỹ Đình thì đó là cái khu nhà của một tổng tham mưu. Ừ, tham mưu luôn rồi. Cách sân vận động Mỹ Đình khoảng độ 500 mét. Tuy nhiên thì không phải cứ chạy theo thẳng cái đường Lê Đức Thọ đâu, mà đi khoảng độ qua sân vận động Mỹ Đình đi khoảng 300 mét thì có một cái ngã ba rẽ phải. Thì cô ở cái nhà chung cửa đó có hai tòa tòa nhà, một tòa 17 tầng, một tòa 21 tầng của quân đội. Thế thì cô ở tòa nhà 17 tầng và cô ở tại tầng 12. Thế thì lúc nào có gì trường các em có điều kiện có thể đến thăm cô, tất nhiên không thể đông như thế này đâu, nhưng mà một nhóm một cá nhân là nó cũng được. Thế nào rảnh rỗi chẳng hạn, có tiện đi qua đấy chẳng hạn, đến thăm cô ý kiến phòng sẽ phải điện thoại cho cô. Các đứa cô sẽ có địa chỉ cho các em ghi lại từng từng em một, một ký Nga cho chị trách nhiệm. Tiếp tục cho đến năm 2000 thì cô nghỉ hưu, hết năm 2000. Thế trong thời gian